Pháp Phương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Ưng Thân Thiên Nhân Chi Đạo Sư, tứ sanh chi từ vô những niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, chứng dương nhờ tán xa ức kiếp mạc năng năng lễ trở lệ thánh công tịnh cảm ứng đạo nhãn năng tư nghi ngã thơ đạo tràng như đế châu thập phương chư phật anh hiền trung ngã thân anh hiền chư phật tiền đầu diễn tiếp túc quy mạng lệ chí tâm lành lẽ nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam ma bảo chí tâm lành lẽ lần tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơ hội tượng phật bồ tát chí tâm đảnh lễ tình đại ai chúng Bồ Tát.